Thời đại Coffee xin chào tất cả quý khách hàng. Thì hôm nay Thời đại Coffee lại có một cái sản phẩm mới cập bến ngày hôm nay. Xin giới thiệu khách hàng đó là em Appyline phiên bản XT. Đây là một cái bản nói chung xét về cái ngoại hình, về cái form kiểu dáng thì gần như nó không có khác nhiều so với bản Appyline thường. Không khác gì so với lại bản Appyline thường kia, nhưng mà em này thì nó được bổ sung thêm nhiều cái tính năng mới. Đó, thứ nhất nhìn bên ngoài thì mình có thể thấy đây, thứ nhất là bổ sung thêm một cái màn hình để kiểm soát về các cái thông số rút 1, rút 2. Hoặc đây là một cái cây đũa hơi đánh sữa tự động, đó, cách nhiệt. Rồi dưới gầm quầy thì có thêm những cái bóng đèn LED để các barista pha chế có thể nó sẽ ok hơn, nó dễ kiểm soát hơn. Đó. Thì hôm nay Thời đại Coffee xin giới thiệu sơ một cái số tính năng mà cái em Appyline XT này đang có ha. Đây màn hình hiển thị để mình kiểm soát một số các thông số. Thì đây Thời đại Coffee sẽ vào để xem mình. Ok, mình sẽ vào đây chọn ok. Đó, đây thì đó là cái phần cài đặt lưu lượng cho từng head shoot ha. Đó, mình có thể cài đặt trực tiếp trên cái màn hình này. Đó, bình thường các cái dòng kia thì mình chỉ có cài đặt dạng giống như là ăn thủ công thôi, còn đây thì mình có thể cài đặt trực tiếp bằng cái màn hình này. Đó, ok, chọn rồi mình sẽ chọn ok tiếp vào giúp một. Đó, giúp một chọn ok. Thì đây khi đèn nó nhấp nháy, tức là lúc một đang vào cái chương trình cài đặt cái lượng nước chiết xuất ra. Đó, thì mình sẽ cài, ví dụ mình muốn cài phím này mình nhấn phím này nha. Đó, mình cần nước chiết xuất trong 30 giây thì mình để bấy nhiêu giây. À, mình chẳng hạn như để 10 giây đi ha. Ok, 9 giây rồi tốt, coi như nó đã cài đặt xong rồi. Mình sẽ chuyển sang tiếp tục cài đặt sang rút 2 thì nó cũng như rút 1 thôi ha. Nhưng em này thì nó có thêm một tính năng hay nữa, đó là ví dụ mình đã cài đặt cái head rút này ok, cái lưu lượng ok chuẩn rồi, mà mình muốn copy từ cái rút này sang rút này thì mình chỉ cần thao tác đơn giản thôi. Đó, tức là mình không phải mất công phải vào cài lại bên này nữa. Đó, mình chỉ cần một đơn giản, đó là xuống copy ha. Copy rồi, tức là copy từ rút 1 sang rút 2 ha. Đó, ok, thì nó sẽ tự động copy những cái liều lượng của rút này mình đã cài đặt sang bên này ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại. Hồi nãy ở đây mình đang cài 9 giây thì mình nhấn đây. Ok, đúng 9 giây sẽ tắt. Đó, đó là cái chức năng copy ha. Rồi. Đây thì nó có mấy phần rồi, vào đây là cái sưởi ly, nhưng mà cái chức năng gần như là những cái phiên bản mà không phải những phiên bản đặc biệt cho dành cho những cái nước mà nó nhiệt độ quá lạnh, thì tất cả những cái phiên bản này thì cái tính năng này người ta sẽ không xài ha. Cái thanh ý trở trên cái mặt này người ta sẽ bỏ, không có có. Rồi tiếp đến là một cái tính năng, đó là vệ sinh ha. Thì con này nó cũng bổ sung thêm một cái chức năng, đó là vệ sinh tự động ha. Ví dụ như mình cần hết một ngày làm việc, hoặc là ví dụ như khoảng tầm 2-3 ngày mình cần vệ sinh để cho cái head root nó lọc, nó sạch, thì mình sẽ vào chế độ vệ sinh ok, và mình sẽ chọn cho vệ sinh rút 1 hoặc là mình chọn vệ sinh rút 2 thì hết chu kỳ máy sẽ tự động dừng lại. Đó, rất là tiện lợi hơn các cái bản bình thường kia, là cái kia mình phải thao tác thủ công, phải mất thời gian. Và bên này thì bạn cứ vào cái chế độ vệ sinh tự động thì máy sẽ tự động vệ sinh thôi, bạn không cần quan tâm khi nào hết chu kỳ sẽ dừng lại. Rồi tiếp tục, đây là một cái tính năng đây. Ok, chọn. Đây là cái chọn hiển thị.
tức là cái mình cần hiển thị nhiệt độ C hay là độ F ha, thì chọn đây C hoặc F thì tùy mình. Đó, nó có hai cái tính, một là độ F, hai là độ C. Nhưng mà thường thường thì ở Việt Nam cũng như một số các nước châu Á chọn thường thường xài độ C là nhiều ha. Bởi vì cái cách tính độ C nó dễ hơn, mấy cái tính kia thì nó đôi khi chỉ có nhiều người biết, người nhiều biết, người không. Rồi. Tiếp xuống phần thứ hai đó là cái này là cái điều chỉnh về cái độ sáng của bàn phím ha. Thì ở đây thì cái độ sáng bàn phím mình đang để ở cái level 3 thì mình muốn tăng giảm mình nhấn vô. Đó, nó level 4 là cao nhất rồi. Đó, tùy mình, nếu mình để 4 thì là độ sáng sáng nhất. Đó, ok, nó sẽ sáng lên. Rồi. Tiếp tục. Đây thì một số các cái tính năng cài đặt thời giờ nhưng gần như là mình không có sử dụng được. Tiếp tục lên xuống vào cái phần này. Phần này là cái phần mà để kiểm soát về những cái thông số, ví dụ như là trước 1 pha bao nhiêu ly, trước 2 pha bao nhiêu ly, thì hoặc là nước sôi lấy bao nhiêu lần và vào steam đánh bao nhiêu lần, thì mình sẽ vào chọn phần này. Ok, group 1 chọn tiếp. Thì đây group 1 một espresso mình đang pha là 40 ml, 2 espresso chọn trực tiếp, 2 espresso mình đang pha là 33 ml, 1 coffee là 29 ml, 2 coffee là 30 ml ha. Đây là những cái thông số mà con máy này đã làm ha. Thì con này nó khác ở những dòng khác là mình kiểm soát được, mình quản lý được những cái số ly đã làm cho từng phím, từng menu ha. Thì nói chung là hỗ trợ khách hàng có thể quản lý tốt hơn về các cái số ly cà phê hoặc các món mình đã làm. Xuống nữa là đây nước sôi, lấy số lần lấy nước sôi là 172 lần đấy. Xuống vào steam là 204 lần. Ta tổ tập tất cả những cái mà mình đã thao tác đó là 1284 lần. Thì nói chung em này là một cái bản hàng trưng bày mới 99% mà thời đại coffee mới sưu tầm về đó. Nói chung những cái dòng này thì ở Việt Nam thì nó cũng phải nói là tương đối là ít đó. Đa số là dòng bản lai là nhiều thôi. Đây là một cái bản gọi là trưng bày là bên nước ngoài là thầy đã có phi sưu tầm về thứ đó. Đây các bạn thấy về cái thông số nó thì đây là một số episode người ta mới chỉ có test có 4 ml thôi. Đó là để trưng bày và test, có thể là test nước không hoặc là có thể test cà phê. Đó, ví dụ như mình chỉ cần nhấn vào đây một lần là nó sẽ tính lên là 41 ml rồi. Đó. Cho nên là những thông với thông số này thì mỗi hết rút thì gần như là con máy này mới chỉ gọi là test rất là ít. Đó. Thì hôm nay thì Đại Coffee muốn giới thiệu đến anh em chính về cái sự khác biệt giữa FP Light thường và FP Light XT ha, để anh chị em nào có nhu cầu sở hữu những cái con máy còn cực kỳ là chất lượng, Light lưu 99% nguyên thùng, nguyên ba lết, sách hướng dẫn và tay cầm đầy đủ như một con máy mới 100%, thì liên hệ Đại Coffee để sở hữu và tiết kiệm cho mình so với những cái máy đập thùng 100%, tiết kiệm từ 20 đến 30 triệu.